Hôm nay mình đi về vườn sầu riêng. Quá mát, quá mát mẻ luôn. Cái này cái bông non, bông sầu riêng luôn. Bước chân bước xuống sình nha Khánh Vy. Phải không? Cháu có cháu gà nè, cháu vịt nữa. Bây giờ chỉ cần bé nói sao thèm cháu gà quá là bắt con gà trống trong chuồng đủ hết trơn ha. Có đủ hết. Chồng ỏi luôn. Cái này là nó bị sâu rồi, mình đang xử lý lại ha. Dạ đúng rồi. Hết chưa, nó hết chưa? Dạ chưa, nó cũng còn đang bệnh đó phải. Nè anh Hùng làm chuột vịt nè. Mua con gà này, con mua gà ở chợ. Về thả rồi nó đẻ. Thả rồi nó đẻ đó. Rồi cũng ấp á. Nãy thằng ấy nó chạy nó gãy phân cho nó gãy phân cái ớt cũ nè. Ổi này chuẩn bị có trái rồi nè. Ừ. Nó bị lớn mà nó có trái. Vậy đó. Ủa, cây này cái gì? Cây này là cây mẫn cầu hái, mẫn cầu na, mẫn cầu dai mình, trái to đùng á. Có sùng nữa rồi, cái này cho một tuần. Có gà, có vịt, na nó trong vườn nhanh chú. Đủ thứ luôn. Thường lại giờ lái nó cắt dễ vậy đó cô bé. Cái đó là cỡ mấy tuổi? Trái đó cỡ mấy tuổi? Trái đó 8 tuổi rưỡi rồi đó hả? Nhưng mà cái trái đó là cô ra sợ nó bị trái muối đó cô bé. Tại vì cái cây dinh dưỡng nhiều quá nó luôn có một trái, hai trái. Chị Hai chơi lan cũng nhiều quá nè Khánh Vy. Nhiều lan rồi, có 2 cây sắt, 5 vuông gì đó. 2 cây vê gì cũng được, mấy cái này mình cái gác luôn. Mấy cây này nó chịu không nổi. Trời trả bột vô cái đó mà muốn nó gãy cái ống nước mình nha. Anh Hùng nói sao? Dỗ ai? Rồi sắp dỗ qua. Đi qua. Cao quá mình nhấp rớt đại không rồi. Hồi bảy nhấp không? Ừ. Có cái cây cần nhấp nè. Nhấp mấy trái dưới mương trước đi. Nhấp trái mấy trái ngoài mương á. Mẹ cây nhấp nè. Cái trái này vừa gần chín, con nói gần chín hả? Cái này hả? Cái này gần chín hả? Dạ. Cuốn nó nứt chưa? Đó, nó nứt ở trên rồi. Được, phải làm thử. Cuốn được chưa? Này hả? Thì có phải. Cậu phải lấy cây đó rồi phải nhấp. Nhấp cái cây vậy? Không? Nhấp. Đừng nhấp em được, coi coi nó chín chưa? Không có. Già dạ, hết rồi. Chứ chưa. Mấy, nó gần chín rồi. Nó chín rồi đó, hai bữa ngày mai đã rửa rồi đó. Nãy rồi, gọi rồi. Chưa. Nhấp sát ở trên cao á. Thôi nhấp thử coi biết không? Tuốt. Thì dây. Tuốt ở trên luôn. Ai cho cái lưỡi nó ra. Dây cho dây nè, cho nó qua một chiều cái nè. Lấy xe lại. Xe ngược rồi. Đúng rồi. Chân vườn vừa cái đồng miền Tây gì đó mà không biết. Tuốt ở trên luôn. Cái này ra này nè. Xuống đây. Rồi nâng cái càng cao lên. Dạ anh Hùng. Rồi xong. Rồi về nhắm đi. Mạnh. Ờ khoan khoan khoan, để đẩy cái chuồng ra đã. Được mà không xuống đâu. Buông ra giật lại. Đó, trái nở đâu mà nó thơm dữ ta. Có trái chín mà không biết đâu có thơm lắm. Rồi hai trái dưới mương luôn. Không còn tìm thấy nữa rồi. Đại ca ơi, lỡ nó chín như ngậm qua. Thấy ông nội á. Hồi đó bấy ăn sầu riêng là vậy không nè, lên bấy thăm cuốn rồi nè. Hồi đó ở sau nhà ngoại chỗ ông Mười có cái cây bê, cây khổ qua. Mà trái nó đâu hột nhiều hơn cơm. Đúng rồi, tại khổ qua. Con trái chín ở đâu vậy anh Hùng ơi? Cái này con đúng ra đổi nó mạo hiểm á, an toàn không? Cái trái chín đó đó. Nè qua đây thấy khui ra ăn liền là mê luôn á.
để vô lấy cái dao cho cậu bé cắt. Rồi. Thôi được rồi mà. Người này cắt thì được mà không có cầm được. Bây giờ anh cắt đi em chụp. Trời. Thầy. Mạnh dữ luôn. Không phải mạnh mà vừa gan dạ anh hùng ạ. À. Này nó rớt xuống luôn được không? Được. Được rồi, nó dính đồ. Mẹ con cho cậu 7 cái bao tay nè. Không á, chứ đâu cầm được đâu tay đâu mà chỉnh. Ngon quá. Đó, đây, sầu riêng ngon quá, sầu riêng chín cây đây. Trời, cái này khó cắt ạ. Cho nó gụng đại xuống đó, gụng đại đi ha. Vi Vi đứng ra Vi. Vi Vi đứng ra nè, quay bắt cái này gụng bắt xuống nè. Khoan. Một trái sầu riêng sắp rớt xuống. 1, 2, 3, bịch nha. Bịch đó luôn ha. Bắt nét không ổn rồi. Để có những cái mà cái tay mình không cầm được nó. Cầm được cho rớt xuống luôn. Cái này làm mà lấy lưới sắt đó làm cái lồng hái thì được. Xuống dưới này nè. Dám chừng gái anh điện không? Dụng luôn đi. Ba quay nha. Ba quay qua đây đi. Lẩm rớt xuống cái nữa à. Ủa đâu thơm quá trên này. Hả? Bỏ chết. Bỏ giờ bẻ leo cây thì cũng dở dữ. Đây hạ nguyên vỏ sầu riêng xuống. Rồi, bỏ sắp ra luôn. Rồi. Hay bỏ gì vậy bên đây ra vậy? Hả? Buông vậy à? Nó xuống tới đất rồi. Nó đi lượm cái cây đi. Vô lấy cái dao ra cùi tại chỗ. Tha đèn lên để nhìn luôn á. Bà bảy lại quay con gái cơ. Đâu? Đâu con gái bẻ sầu riêng đâu. Rồi con gái biết cắt luôn ta hay ta. Hết nổi. Giật dây mạnh lên con. Giật mạnh lên. Mạnh lên. Vô chưa? Hồi nhỏ mới lớn lần đầu tiên đi hái luôn á con. Mạnh con, mạnh. Con giật tay phải á, cho nó mạnh. Không nhát. Phải trái gì vậy cho nó. Cho cái bao tay để mang. Đây nè, cái này nè, ba chỉ cho con nè. Khi mà con làm xéo vậy thì nó xéo vậy thì cái nó khó lắm. Giờ con quay cái kéo lại giật nhẹ xìu là rớt bụng liền. Rồi buông ra, thấy chưa? Giờ thí dụ mà con để xéo vậy thì cái nó đâu nhìn cái lưỡi kéo chứ. Nhưng mà cái này có cái lưỡi nó sao vậy nè, bà nào dịch kích nhẹ nhàng là rớt rồi. Thấy không? Trời hay quá. Đây trái này chín nè. Thấy không? Chút xíu vậy là biết việc rồi, thấy chưa? Nè, trái này chín nè. Thơm thì biết thơm. Con cây đó đi lấy qua cây này mới giải quyết cây này cho. Dưa ăn rồi cây đi. Rồi một hồi lực á, của người nào bẻ người đó ăn ha. Đâu có ai bẻ người đó đem về. Người nào bẻ người đó ăn. Ồ, vậy đó hả? Nghe nó gụng
rụng vậy rồi nè. Ừ. Được không? Còn nhánh này thôi không? Đúng rồi, còn nhánh. Wow, trái nó ngon quá chừng nha. À nó rụng nó gãy ngang cái cuốn là nó chín rồi ha. Dạ đúng rồi, nó gãy đó là chín rồi đó. Ừ. Chín cây luôn. Tự nó gãy á chứ còn mình bẻ. Hả? Tự nó gãy chứ mình bẻ không bao giờ được. À. Nó chín nó mới gãy. À. Cái đó là cái dấu hiệu. Ủa, để cho mình là ngay cái cuốn này. Kinh vô bớt đi rồi bắt thang qua đây nữa. Đây 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 bà mẹ. Cho em một cái bao tay mang nè. Có nó có hồi có giật thì nó không có đau tay. Đây kinh vô nè em ơi. Này là mỏng te mỏng tăng hà cầm hồi là phòng quá. Kinh vô nè. Để em chắc cho. Chắc đi. Này luôn hả Trâm ơi? Dạ đúng rồi hết luôn á cậu. Em biết không? Nó chạy ngay cái nửa cái trái sầu riêng chín nó không được đẹp. Trái này là nó bị trái muối nè. Ừ. Dinh dưỡng nhiều quá nó bị. À mình thấy cái gai ở ngoài là mình biết rồi đó hả? Dạ. Là 90% nó bị trái muối. Ừ. Cái gai nó bị trái thì muối nó bị trái luôn. Nó cái gai đó nó bị nứt gai á. Ừ. Thật sự ra là con mua cái cây kéo đó là để con cắt kiểng. Không ngờ. Lúc con mua cây kéo đó con không nghĩ là con sẽ có cái vườn sầu riêng. Nhưng đến lúc con mua xong rồi không ngờ là em con sẽ vậy con là con sử dụng. Vậy là mợ bảy đi mua cây kéo. Dạ, mua ngay Tết luôn đó mợ bảy. Rồi hai là người thì chuyện này đây. Không chụp mà. Mấy là làm vườn để vậy chứ bỏ lâu cái ngon lắm nha Hùng. Không có cái. Phải. Không có cái này. Đây này không được cái bao tay đó mà có. Này. Làm như con nhà vườn rồi. Cỡ nào cỡ cũng thích quay về vườn. Dù là biết là nó cực. Mấy anh mấy chị ở thành phố về chơi ham, thôi không chơi đâu cực lắm. Ừ. Nhưng mà nó có cái vui của nó giống như đó chồng nãy video thấy hai chồng Bí không, lúc làm vàng cực lắm, làm phải làm cây làm lên, nhưng mà đến khi nó có hoa có trái nhỏ cỡ đầu ngón tay thôi là em bắt đầu em trông nó lớn tới thu hoạch. Thôi thật sự là rất là ngon, đi ra ngoài mua đâu có mắc đâu mà chị bán. Hai đâu này chị Hai đâu có cần mà kinh tế về cái vườn này, chị Hai để chị Hai thật thư giãn là, thôi đúng thật sự là thôi. Như vậy đó à, mỗi vườn này đánh cực chứ làm nguyên miếng vườn này chưa bằng làm tháng nữa mà nguyên miếng vườn con nói đến trái chín bà nội kêu đi bán con mới cười con nói thiệt nha con ngồi con vô thuốc thôi con vô một tiếng đồng hồ thuốc mà còn hơn bán con bán một chục trái này rồi đó. mà nó có cái là nó niềm đam mê giống như mình tự mình làm mình thu hoạch được lại thích, giống như nuôi gà lỗ chết nếu nó bán tiền thức ăn nó hổm nay con mua chắc được 4 con. Nhưng mà nuôi rồi nó lớn rồi nó đẻ trứng rồi nó ấp ụ ra con rồi mình nhìn thấy mình thích. Rồi mấy trái với mương đang hồi mình chèo cái xuồng đó mình đi lụm hả? Dạ đúng rồi. Đây gính này vô cái điện hồng. Con cầm cái cần xé đó đi anh đi, bưng cái cần xé đó đi. Đi qua cây nào nữa cây chị Hai? Cây kia đó cậu mà đấy. Anh lụm cây con... kế bên nữa là hết rồi. Anh lụm con chuột rồi đúng không? Cây đó nữa hết rồi. Nó bị giật khác. Rồi, giật cái dây á, nó mới dây giật mạnh. Mạnh lên. Cao lên. Rồi tiếp tục. Cắt cho anh cắm, nhánh cao lên, ở trên. Lên nữa. Rồi. Chưa. À, buông ra đi nó mới. Chưa vô cuốn. Chưa vô cuốn. Cắt cho nó cao lên là biết sao để cho nữa mình biết nó chín hay nó chưa chín. Cái nãy cắt bị thấp. Qua đây nè, qua đây. Qua kia. Đổi hướng. Kéo này là kéo này thì hồi đó chế có cái lồng để mình hái cam quýt thì nó có cái lồng dưới. Có cái lồng dưới thì nó. Ở nó có mà chế mà nó ngắn. Cao vậy đó.
đúng mà hơi xích dưới tới trên sao cắt được. Tẩm. Kìa còn trái trên cho Vi cắt kìa. Đó. Nào. Đó, nó trái lủng lẳng trên đó, ngoài đó ngột đâu le tới. Đó, tuốt trên luôn phải. Vậy hả? Dạ. Kìa, lại đằng kia kéo ngoài mưa ngoài kia đằng kia cũng ngắt chân kìa. Tới luôn. Vi đứng xích ra chút xíu Vi. Hai trái trên đó anh dưới mương sầu riêng rụng xuống mương nhóc luôn, ba trái dưới mương, bốn trái luôn, năm trái luôn. Cái này con ra tới không? À, giật luôn. Giật luôn đi bé ơi, anh Hùng anh chờ nguy hiểm. Anh Hùng phụ em cộng dây. Ồ, một trái nữa. Rồi buông đây. Cảm xúc của người đang giật là cái mặt nó, cái miệng người ta đẹp lắm, không quay. Quay quay cảnh cái này nè. Giống như mớm cua. Nó một trái nữa. Cái miệng béo nha. Rồi mớm vô nha. Cảm xúc của người. Có tên chính là xích gà đi nè. Cái bên đây trước nó nằm trên nữa. Thật sự là hai trái nó nằm song song. Đường có ba phút ở trống rồi nhau ai. Vườn của ba là lái nó vô tự cắt cậu bấy. Tới cỡ này là cắt bữa rồi có đâu hết nữa quá trời. Tới cỡ này là không có cây. Ô, anh cỡ này không rồi. Chơi nhau không à? Ừ. Hai cà trái nó ngang nhau. Đổ ra. Không ra luôn. Chạy hết trơn uổng ghê. Sầu riêng mà chày vậy là nó mua nó dạt qua nè. Dạ hả? Nè. Hư vỏ hết rồi. Dạ, chày vậy là nó không lấy nè. Ừ. Bởi vì cũng người ta vậy cũng kỹ lắm nha. Trái đó là đẹp hàng nhất đó, nhưng mà hãy chày vậy nó rớt qua hàng dạt rồi đó. Hãy chụp đồ coi Vi nó. Vi chụp. Em cầm cái cây đây nè, em lại em giật mấy cái trái ở ngoài mưa ở ngoài sông á. Lên chút nữa em. Sáng thì làm bác sĩ, chiều thì làm chủ vườn sầu riêng. Nói cái vụ bác sĩ chủ vườn hồi tối này. Còn Vinh Hùng lúc mà mơ bảy ngồi uống cà phê đó, con cũng xách vỏ là mặc đồ y hệt vậy. Anh Hùng mặc cũng đồ vậy. Cái ghé vô nhà mở cửa, cái có chiếc xe du lịch pha đèn lên nhìn. Cái tài xế nhìn mà nhìn giống như là cặp mắt là không biết sao ghé chỗ nhau. Khoa là bác sĩ mà hai người này là cái gì mà sao mặc đồ gì đó lèm xèm mặc đồ. Vinh Hùng coi Vinh Hùng cười quá trời luôn, nhìn được tới mức pha đèn lên để nhìn luôn á. Cầm cái cần xé đó đi anh, đi bưng cái cần xé đó đi, đi qua cây nào nữa cây chị hai kia đó cậu, mà anh lụm cái kế bên nữa là hết rồi, anh lụm con chuột rồi đúng không, cây đó nữa hết rồi. Cầm trên cuốn hàm hàm chứ. Một cái cây thì sao ăn cho hết. Chừa 4 cây để ăn mà 4 cây gì mà mấy trăm trái ăn sao mà nổi. Ăn sao hết được. Chứ vỏ. Chứ dây thôi khỏi vỏ. Chứ còn dây nè. Đó ơi, khoan tựa ba, bắt cầm nhảy ra lên. Đó. Còn lấy dây, à, không lấy vỏ. Thank you.
hái trái cây nè ha. Tại một phòng hết trơn rồi nha. Để chị rồi, cho nắm vậy nha. Cho một cái bao tay nữa. Đúng rồi. Cậu Bảy cắt cái cuốn cao lên giùm con nha. Ừ. Không, phải thủ thế nha. Để nó nặng. Con quấn một vòng vô cái tay con đi, nó ít tuột hơn. Con quấn một vòng vô cái tay con. Hả? Mình trồng những cái gì mà mình không cần phải là chăm sóc hàng ngày. Tưới thì hàng mỗi buổi chiều con vô con tưới, bên đây thì con tưới qua cho Bảy luôn. Chỉ có việc chè bẻ ăn thôi phải không? Chỉ có việc bẻ ăn. Cỏ rồi chơi. Chỉ có việc chè bẻ ăn. Trái này chừa luôn đi Trâm ơi. Dạ đúng rồi, trái này chừa luôn. Chừa đi nè, mai mốt có khách nào vô thì còn. Còn mấy cái bên kia gọi là bí đó. Hồi nãy có một trái bí rụng. Ủa không bị xuồng sao không cho bí xuống anh hai? Xuống xuồng không? Xuống xuống. Xuống xuồng mẹ quay kìa. Ây da. Nè, bí. Ô. Quá có nước. Rồi. Đi xuống xuồng. Con mang bao tay luôn nè, con lụm sầu riêng. Nè. Nè nè. Rồi xuống đi, xuống phụ lụm với anh hai kìa. Xuống được không? Xúc ngay chỗ đầu đó đi. Từ từ nha. Rồi. Đứng yên ngay thật. Ngồi đợi đi con. Rồi đó, lập đen. Lắm. Chạy nó chín luôn rồi đó. Vậy là nó chín rồi đó. Trầm nó rớt cái gì hả? Trầm rớt nhảy chín luôn rồi. Đã ha. Cái này mà có cái tường nữa. Không sâu. Sâu nhưng mà sình không à. Không có sâu lắm mà sình không à. Nhưng mà có cái để biết sao. Hồi trước giờ tiếp xúc với sình á, về là ngứa. Tập lội qua bên chỗ cái hồ bơi cái. Đâu có, ta tiếp xúc với sình cho nó dân giả chứ. Cái này còn cũng nhiều cái nè, 1, 2, 3, 4 cái. Cái đó là con chơi bóc sầu riêng không ha. Cái đó tại sắt hả? Dạ khác giống. Rồi con có ở trong có chín trái kìa. Để ngồi khui thử cho mấy ăn thử. Nó nhão hơn ngon. Ăn để biết cái vị đó như thế nào. Cái vị này là mà bé ăn là nó giống như Mã Lai giống luôn. Khánh Vy con ngồi đẹp quá vậy con. Để cháu sợ té mà. Làm vườn mà. Chứ ngồi đẹp không có cái thế. Bỏ đại chồng rồi bỏ đại tới luôn. Đợi em hai ơi. Từ từ. Hồi nhỏ lớn cũng đâu có ngồi xuồng mà. Mà xuồng này mà xuồng xuồng này nó cũng dễ lật phải không? Đúng rồi. Con gái lật xuồng riêng. Nó lắc dữ lắm. Đã ha, về dịp này nhầm hái sầu riêng Khánh Vy vô mánh luôn. Hồi trước nguyên một vườn chưa có cắt cao tốc à, lấy bằng vỏ lãi cắt dán đó mà bạn. Cái mương vậy nè mà dài lắm. Con nói chắc như đống lúa vậy đó. Ham luôn. Rồi, dùng lên cho hai. Ủa sao không bơi vô luôn? Thầy chắc vô luôn kia. Này là mà bạn hàng sầu riêng được rồi đó Khánh Vy. Này làm lái con vô cắt. Cách nãy đá mua đá đó là 300.000 mét đá tổng thành.
mấy trái này là gần chín hết trơn luôn rồi nè mọi bạn. Mà sầu riêng gần chín cũng dễ biết lắm mà bé biết sao, cầm lên nó nhẹ phao à. Còn những trái mà nó cỡ khoảng chừng 4-6 ngày mới chín ha, cầm lên nó nặng chịch à. Nó rớt nước vậy nó có ảnh hưởng gì không? Dạ không. Nó ảnh hưởng là khi những cái trái chín mà nó rớt mà nó bị thúi dưới đất. Nó bị nứt rồi á. Nó nứt rồi á. Thì nước vô nó đông vô là nó hôi ê. Còn cái này thì không sao. Nó còn sống. Kìa anh nắm tay Khánh Vy lên luôn kìa anh. Ở tay nhà vườn chắc sống mà. Sợ là không được. Đó, bây giờ là có sầu riêng chín để chuẩn bị. Bây giờ hai cha con mình khiêng này nè. Không khiêng được đâu. Được, cứ làm là được rồi, để mai mốt nó còn kỹ năng mai mốt làm vườn nữa mà. Ba chuẩn bị ba mua hai bên kia đó. Đúng không? Rồi rồi cầm ấy dạ. Rồi cầm cái vỏ với trái này vô luôn phải không? Để. Rồi. Bước qua. Rồi. Ôi, nãy giờ được mấy vỏ rồi đó, 4-5 vỏ sầu riêng rồi đó. Ở đây còn 3 trái trong vỏ nữa nè. Đây 1 trái nữa, 4 trái. Còn 4 trái lận. Thôi coi mẹ sắp cho Khánh Vy để xuống đây con. Quay từng giọt mồ hôi nè, coi mồ hôi áo rồi mồ hôi mặt nè. Từng giọt mồ hôi rơi. Rồi để xuống đây mẹ sắp cho. Ở ngoài còn 4 trái. Rồi đi ra mày lụm ra 4 trái này vô luôn. Mấy trái này ha, 3 bữa nữa chín trơn rồi. Anh cắt cuốn cao cao lên tí xíu thôi thấp. Ủa máy con còn 3% pin mà quay lâu dữ vậy đó hả? Đúng rồi mẹ, tại mới mua mà mẹ. Trong vỏ này tới 4 trái rồi. Ngoài này nữa vậy mẹ. Trái này chín rồi. Vi cầm mấy trái ở ngoài để riêng. Dạ. Trái đã chín rồi, để đem vô cui. Cầm cái dao luôn. Trái đã chín rồi, ăn liền đi. Ui. Trời con đi xuống sình xuống bùn vậy. Sầu riêng rồi giờ qua bẻ xoài. Lùng quá anh đi. Cây này thì tới nè mà nó hơi nặng. Con ráng một chút nữa không tới hả? Cái cây này, trái này. Nè bẻ ra này đi. Không tới đâu, cây đó ngắn. Bỏ cây đầu xuống đi, lấy cây đầu dài nè.
Trái nó luôn đi, cho nó dễ dễ về. Trái bự quá ha. Ồ, gãy nhánh luôn à. Thôi, nó vẫn còn nằm trong đây. Nhánh nó vẫn nhỏ. Rồi, thu hoạch. À, được một trái xoài, xoài đó hơn ký lô ạ. Ký mấy? Ừ, hơn đó, đó. Ký 2, ký 3 đó, trái xoài đó, ký 2, ký 3. Quay gần á, nhìn thấy ghê, đó. Rồi bẻ đi. Thêm trái nữa đi, ngồi đi về trên nhà bà. Thêm một trái nữa. Wow, bự quá. Rồi, Khánh Vy hái một trái rồi. Trái cầm không nổi luôn á Vy. Trái xoài mà Vy cầm không nổi luôn á. Rồi, đi vô. Nè, quay qua đây. Để vô hay gọt, gọt liền vô cho một trái. Vô gọt trái ăn trước đi rồi, hồi bé nữa. Rồi hả, ăn sầu riêng. Trái cũng thiết luôn. Để thảy lên cân coi trái được mấy ký nha. Cái này 2 cây mà mình bẻ được bao nhiêu đây đó? Một trái xoài mà 1 ký rưỡi nè. 2 cây này hổng rồi có bẻ chưa Ngọc Trâm? 2 cây sầu riêng này nè. Dạ nó có, bẻ rồi đó, có rụng rồi đó mà bẻ. Có rụng hình mớ mà giờ bẻ được nhiêu đây đó? Rụng nhiều lắm á. Nếu mà để chắc rụng chắc thôi cực, gần phân nửa này á. Bà bảy. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mà trái chín là sao? Chưa chín. Chưa hả? Chưa chín. Còn mấy trái chín bỏ rồi hả? Không, 2 trái gần 3 kg. Ôi. Rồi bán sầu riêng luôn đi Khánh Vy. Bán sầu riêng đi. Cân sầu riêng, cân sầu xong rồi để trái sầu riêng kia lên cho con cân coi. Đó rồi cân trái sầu riêng kia bán cho chị Hai. Đây chị Hai. Trái đó ăn cả làng chưa hết chứ. Trái thôi. 2 kg rưỡi, 2 kg 4. Mỏng vỏ lắm luôn. 2 kg 4. Để đó 2 kg 4 đó nhiêu mà chị? Một ký 100 ngàn, 2 kg 4, 240. Nó bớt 40 tính 200 đi. Rồi bán làm quen luôn. Rồi bán luôn. Ngon mua nữa nha. Ăn trái xoài no luôn. Để cua, để cua cháy. Ồ, trái xoài nhìn thấy thèm quá. Cái cơm vàng ngon ha. Cái xoài á. Không hề có một miếng thịt gì hết luôn. Tự nhiên không. Mà ai đi qua đi lại cũng nói trời ơi sao xoài ở nhà xịn mà nó không được đẹp, xoài bỏ vậy mà nó đẹp. Nhưng mà chín là trong ruột nó hư hả? Chín cây là trong ruột nó hư mà bạn. Ướp ướp rồi chứ chín cây trong thịt nó nhão nhẹt hả? Nó hư luôn. Luôn đó, nó hư. Nó hư luôn. Người nào người nấy ướt nhẹp bứt nhem hết trơn. Em sao bi em coi. Không đi. Cầm trái xoài gọt mà biết mồi. Từng giọt mồ hôi rơi luôn nè. Rồi mua sầu riêng hay mua sầu riêng giùm chị sinh viên này chị. Trời bán hả lấy. Này nhiêu ký vậy cô? 70 Giá chục. Thị trường bây giờ là 95 bán 80 thôi Vi. Hôm nay nhân ngày đi tận vườn thì bán 70 ngàn ký mua. Vậy thì mão hết luôn. Rồi lấy hết đi. Cà Mau có ai đăng ký không? Đăng ký vô liền. Nhanh tay còn lẻ tay thì hết nha. Xoài này theo các bạn nghĩ ăn bao nhiêu người mới hết được một trái xoài này? Xoài này là không thuốc không phân. À, hồi ẩm ướt hết. Còn vườn là vậy đó. Lấy lại luôn hả? Mấy đó một chơi ngoài. Ba bảy. Thử trước ba bảy. Thử đi Vy. Nhưng mà muối chấm nó ngọt quá rồi đâu cần muối. Ngọt ngay vậy. Nó ngon hơn xà chín. Ngọt dữ vậy. Nó ngon hơn xà chín. Nó giòn. Ngon quá chừng ngon luôn á. Để hồi bẻ. Ở trên nhà còn một bịch đó. Ủa mà M7 chưa về mà cứ để trong tủ lạnh đó đi. Con mê nhất là nó nhiều thôi. Hôm trước á nhiều. Vì nó thấy bự nha, như vậy đó mà. Nó bự như vậy mà cái cây mà hầu như em thấy trái không thấy lá luôn á.
Cái này người ăn nửa trái hết á. Tại vì nó ngon quá. Đưa 7 miếng rồi. Đưa 7 miếng nè. Đi đưa 3 miếng đi. Hai luôn. Nè nè. Đi đi, làm trước đi. Thở chứ mà. Quảng cáo không phân không thuốc mà mời hồi sáng sầu riêng cây okay, mời cũng không ăn mà giờ sò mờ sò cũng không ăn người sao người ta dám ăn. chủ gì mà kỳ cục. Hồi sáng rõ ràng mà phải thấy không? Sầu riêng bảo đảm chín cây không có nhúng một miếng thuốc miếng phân. Rồi cũng không ăn. Nè mà bảy thấy không? Nếu mà để chín là ở giữa nó giống như nó bị úng, nó bị giữa. Nó mà xoài này trong ra. Thử vợ mới phát hiện nè. Mà xoài này trong ra. Thử vợ mới phát hiện nè. Bị cái con bị quẹt á, bị sầu riêng đâm. Bị sầu riêng đâm rồi hả? Là chứng tỏ là có đi hái thiệt chứ không có nói dốc nè, không có đi chơi. Anh Hùng á đòi cất cái nhà sàn ở ngoài đó đó. Con nói thôi, bao nhiêu đây rồi? Ở mà không hết. Ở rồi. Đâu? Đó, ở ngoài chỗ cây dừa đó đó. Cất cái nhà sàn cái của nhà mình bên đó luôn hả? Dạ. Với sàn mình ở luôn đó. Đường đi của mình anh. Ừ. Mà đó mất công giữ nhà. Không trông rào á. Của mình sao mình mắc rào ngay đây sao không rào luôn hết của mình mà rào. Đường đi. Đường đi. Tại đường đi đó cũng của mình rồi mình cho người ta đi cái à, còn cái đường công cộng luôn á hả? Còn mấy nhà ở trong này. Hồi trước là không có đường cao tốc mà đường này là đường chính. À vậy hả? Rồi sau này nó mới cắt cao tốc mới có đường kia. Hồi xưa là ngoài đó không có đường. Không có dạ. Đường. Thôi ăn nhiều đây đi để chuẩn bị. Khánh Vy cũng đâu có thấy cảnh mà gà mẹ dẫn gà con đâu Khánh Vy. Không có 18 con. Khánh Vy thấy cưng quá nè. Hồi nhỏ lắm con cũng mới thấy con gà mới nở luôn. Ở 10 trứng mà hấp nở 8 trứng. Vì biết lắm thì nó lớn rồi á. Ngày nào hai cái thùng cũng vô chứ. Để xong nó tới tự nhiên cũng sáng nó vô. Không cần luôn. Lỡ này phải không? Rau chai lỡ này hả? À, cũng nhức nhớt rồi. Nó luộc ăn hả? Cái lá nó nhám nhám. Anh luộc ăn hả? Luộc. Nó chỉ luộc với xào mỡ. Nấu canh không được. Đúng rồi. Độc trai. Rau chai. Chai hả trai? Trai quá. Mình kêu rau trai vậy đó. Thì hồi của mình hồi xưa kêu vậy chứ chưa có biết là rau cái tên gì nữa. Mấy cái kia là nhỏ nhỏ kể. Từ trong ra ngoài toàn là sầu riêng không. Trong nhà cũng sầu riêng. Hết chỗ rồi. Bây giờ chuẩn bị tiết mục 2 là cua sầu riêng nha. Sầu riêng. Rót nước uống đây nè. Ăn xoài trước ăn sầu riêng sau mới được. Ủa rồi Nghi ở nhà với anh hai hả? Đó mới điện con nói thôi con ở nhà đi à, chúc mẹ về. Giờ mệt quá. Ủa ba nói thiệt bên mình sao chở liền không nè? Xe người ta gửi bên nhà anh Bi á. Ai lái? Thì chủ xe lái con. Chị hai lái. Chở con vô trường nghe tới hả? Ừ. Ngẫu vậy. Ừ. Cái này là sình nè. Sầu riêng tự thiên nhiên lên rụng sình nè. Trái sầu riêng này là 2.4 kg. Để cân coi còn rụng được bao nhiêu nha. Bữa nay có lịch tưới không? Ăn xoài trước một chút ăn sầu riêng. Mới rụng phui là ngon nhất. Tách nha. Ồ. Ngon. Thiệt là ngon. Ồ. Thật là tuyệt vời. Ồ. Nhớ miệng người ta xin mình mà.
hai phần nem. Có điện xinh luôn hả? Xinh luôn. Năm chừng 3-4 lần thôi. Ồ, ồ, ồ. Nè, Vi, cái đó ăn là người ta nói là không biết ăn đó Vi. Kệ, ai nói không biết ăn thì chịu. Nè Vi, cái đó đó là mấy cái ngon đó em. Khui ra mà còn gì nè, cái muối nó rất ngon. Mơ bảy. Ăn sầu riêng không chị Liên ơi? Sầu riêng ngon quá nè. Mẹ tính ăn cái con hả miệng rồi. Đang bẻ nè. Ờ nó dàn hấp có kìa. Rất ngon đó. Ngon ha. Mẹ kêu ăn mà. Nhìn màu vàng rất ngon. Nè, vô lên nhìn sầu riêng coi nè. Cái nào mấy mới đi hái vô. Quá trời luôn nè. Oh. Chị Liên đặt hàng nhiêu trái? Đây là đang còn ở đường trăm mà. Đang đường ở đường 100 á. Đây nè. Đó, chị Liên đôi tôi. Hello chị Liên. À. Chủ vườn. Chủ vườn thật sự luôn á. Thứ ba là có ăn chị Liên ơi. Thứ hai mà bảy về, thứ ba là có sầu riêng. À. Nè, Vy. Quá à, trời luôn, hái nãy giờ hái đã luôn. Cái này là mới có 2 cây á. 2 cây nhưng mà cũng không phải là hả? Của Ngọc Trâm, của Ngọc Trâm. Ngon mà. Em ăn được gì là ngon nhất. Mới vừa bẻ trên mới cây. Mới vừa bẻ xuống. Trên cây xuống là ngon nhất, không có gì bằng. Cái này qua tới ngày mai là không còn, cũng ngon nữa nhưng mà nó không được ngon. Hồi nãy hái thì mệt phải không? Giờ vô ăn thì nó ngon. Tự thưởng cho em muối này. Ủa con đi chị. Cây nào cũng trái vậy ha. 700 gram muối, 800 gram muối. Mà nãy là mình đâu phải bẻ hết đâu, còn ở ngoài nữa. Còn mấy trái nhỏ nhỏ dạ, nữa, rồi. Mấy trái chưa chín còn như ra mà dựa nó vô là cắt hết luôn hả? Cắt mấy trái nó luôn. Cắt hết luôn để nó xử là dễ xử. Năm chừng 3-4 lần thôi. Ồ, ồ, ồ. Bây giờ qua bển là vừa có mở cửa, 1 giờ đã mở cửa rồi đó coi. Rồi rồi để coi.